Rồi sau đây là cái bình khí của bên mình. Thì trên bình nó sẽ có một cái hướng dẫn là sử dụng bình, và trên bình nó sẽ có tem, là cái thêm một cái là tem ở trên một cái tem nó ghi là khối lượng bình có khí và cái khối lượng khí trong bình, và đây là cái khối lượng của cái vỏ bình không bao gồm cái van an toàn này nha. Thì khi mà bà con sử dụng á thì đã biết cái lượng khí trong bình là bao nhiêu á. Nếu mình dùng có cân điện tử chính xác á thì mình cân hết cái bình này lên và mình sẽ thấy cái khối lượng chính xác là 8,5 kg. Và khi sau khi xài xong thì mình cân lại thì khối lượng của nó là sẽ là bằng khối lượng vỏ bình là 7,5 kg, trên lệch là 1 kg. Còn nếu mà trường hợp mà mình không có cân điện tử mà mình có cân cơ thì cân cơ nó sẽ không chính xác, hoặc là nó có độ sai số, thì mình sẽ cân trên cân cái bình nhưng mà có khả năng nó không phải 8,5 kg mà có thể là 8,3 kg hoặc là 8,6 kg. Thì nhưng mà sau khi mình sử dụng xong á, mình cân lại cái cũng trên cùng cái cân đó thì khối lượng của nó sẽ giảm xuống 1 kg, là nó sẽ còn 7 tương ứng, là chẳng hạn như là bạn cân 8 kg thành 8,6 kg thì nó giảm xuống tương ứng nó còn 7,6 kg. Thì đó là cái cách để mà mình biết là cái lượng khí trong bình là như thế nào. Thì đây sau đây mình hướng dẫn cái thao tác mà mình gắn cái bộ bơm vô trong bình ra luôn nhé. Đây là cái van, thì mình sẽ mở cái van an toàn ra trước. Sau đây mình sẽ hướng dẫn là hai cái loại bơm định lượng này. Một loại bơm định lượng có cái nút gạt và cái loại bơm định lượng mà có cái xi lanh hai chiều. Thì trên sản phẩm lúc nào nó cũng sẽ có cái tem của cái vùng xanh tốt như thế này. Đó, và nó sẽ bên sản phẩm này cũng vậy, nó sẽ có tem của vùng xanh tốt và có logo của bên mình trên đây. Thì nếu mà bạn sử dụng phương pháp áp khí mà không biết định lượng đó, là gần như là cái tỷ lệ mà thất bại rất là cao, nên rất là nhiều cái đơn vị nhảy ra trong năm 2019 làm cái phương pháp này nhưng mà không có định lượng, là hoàn toàn là người ta tháo bỏ hết, là do là người ta không biết kỹ thuật và không biết cái phần định lượng khí. Nên cái phần này rất là quan trọng, nên là mọi người phải tìm cái đơn vị nào, và bên mình là đơn vị đầu tiên phát triển cái phương pháp này. Những đơn vị khác thì họ ăn theo nhưng mà họ không có nắm được những cái kỹ thuật và không có hoàn toàn không có thích kinh nghiệm trên những nhóm cây. Họ bán bị xong là họ sẽ không còn chăm sóc hoặc là không còn quan tâm đến cái việc mà sử dụng phương pháp này nữa. Và bên mình là sẽ theo dõi lượng mũ và cái độ mũ và sản lượng liên tục để mà tư vấn cái cách làm sao cho phù hợp, và nó sẽ không bao giờ mà nó quá sức cây và ảnh hưởng tới cây, và sản lượng sẽ ổn định trong cả năm. Và hiện nay là những cái vườn năm thứ ba của sử dụng bình thường, lượng mũ cũng đạt và tăng dần theo từng năm, và cây phát triển rất là tốt. Nên bà con có thể là theo dõi kênh duyên dáng của mình đó, hoặc là kênh Facebook để mà có tham khảo những cái vườn mà họ làm qua năm thứ ba rất là tốt. Mình hướng dẫn cái bộ này trước nhé. Thì sau khi mà gắn cái bình xong thì mình sẽ gắn cái bơm vào. Mình sẽ đầu tiên mình gắn bình, mình sẽ kiểm tra có bị rò rỉ khí hay không bằng cách như thế này. Mình mở bình ga ra thì bình ga nó sẽ lên cái đồng hồ cái lượng khí chỉ cái áp suất trong cái bình khí lớn, và sau đó mình sẽ mở cái này lên ở mức số 2 đi, và mình sẽ tháo ra hết và mình khóa bình lại, và mình sẽ để trong vòng khoảng 5 phút hoặc là 10 phút. Khi mà mình thấy qua 5 phút 10 phút mà mình thấy cái van cái đồng hồ này nó bị
bị giảm cái kim, là mình biết là mình vặn bình nó không chặt hoặc là nó bị xì từ khúc từ cái van bình cho đến cái cổ bình, cái cổ đồng hồ ga trong đây. Còn nếu mà cái này mà mình để 5 phút mà cái kim này nó bị giảm xuống đó, là có nghĩa là từ cái khúc này nè nó bị hở ở từ cái khúc này một trong cái vị trí nào trong đây ra, thì mình lúc đó mình có thể thử bằng nước để mình coi cái vị trí xì là nào để mình khắc phục lại. Mình có thể là siết chặt lại những cái đầu van, mình siết chặt lại như thế này hoặc là mình siết lại ở đây, đó là nó sẽ hoàn toàn nó không bị rò rỉ nữa. Thì như các bạn thấy đó, là nãy giờ mình để thì cái kim đồng hồ nó không có bị giảm xuống, chứng tỏ là cái nó không có bị rò rỉ khí ở trong cái thiết bị của mình. Thì sau đó mình bắt đầu mình tiến hành định lượng và mình ra cái vườn mình bơm. Thì cái thao tác kiểm tra bình thì lâu lâu bạn có thể dùng, có thể là sau khi bơm hoặc là trước khi bơm bạn kiểm tra để xem coi có cái nó hoàn toàn cứng hay không trước khi mà mình ra bơm bình, để tránh trường hợp rò rỉ trong quá trình mình bơm. Sau khi mình sử dụng xong mình cũng tháo bình ra lại để cho cái lượng khí trong bình nó an toàn, nó không có bị rò rỉ ra ngoài. Bà con có thể vào group Facebook Hội Khoan lấy mủ cao su bằng khí đúng phương pháp để hỏi đáp và trau dồi kinh nghiệm nhé.